Nhân dịp Tết Canh Tí 2020, sáng ngày 18 tháng 1, Câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện tổ chức chương trình Tết ấm vùng cao tại thôn Húng, xã Giao Thiện, trao quà cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn xã Giao Thiện. Tại trường tiểu học Giao Thiện, Câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh đã trao 495 suất quà cho học sinh gồm bánh kẹo và mứt Tết. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết thêm ấm áp và đầy đủ nhân dịp xuân Canh Tí 2020. Đồng thời góp phần động viên tinh thần, khích lệ các em vượt lên hoàn cảnh và đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện. Tại thôn Húng, sau khi tìm hiểu những khó khăn của bà con nơi đây đang gặp phải nhằm chia sẻ những khó khăn của bà con trong cuộc sống, năm 2019, Câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh đã phối hợp với các nhà tài trợ xây dựng được điểm trường lẻ khu Húng khang trang đến với bà con thôn Húng lần này. Với thông điệp yêu thương, đùm bọc, chia sẻ, chương trình Tết ấm vùng cao của Câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh đã trao tặng 50 suất quà Tết cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn Húng. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm tiền mặt và áo ấm. Đây là những phần quà được các thành viên trong câu lạc bộ và các mạnh thường quân ủng hộ. Hầu hết các phần quà được trao tặng cho các em nhỏ là những hộ nghèo trên địa bàn xã. Được biết, để chương trình thiện nguyện Tết ấm vùng cao đến với bà con Giao Thiện lần này, Câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và đồng hành của các tập thể cá nhân, các nhà hảo tâm để giúp đỡ các em học sinh dân tộc vùng cao, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui xuân trong không khí ấm áp nghĩa tình. Chuyến công tác của đoàn thiện nguyện đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các em học sinh, các thầy cô giáo, những người dân nghèo của thôn Húng, xã Giao Thiện về hình ảnh đẹp, những tấm lòng chia sẻ, kịp thời ủng hộ tinh thần vật chất nhằm động viên chia sẻ những khó khăn gặp phải trong cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ em nghèo vùng cao trong dịp năm mới sắp tới.